Theo một số doanh nghiệp, chính sách phát triển nhà ở xã hội đúng đắn nhưng cần có sự đồng hành của nhà nước với doanh nghiệp. Thời gian qua, nhà nước cũng có nhiều ưu đãi để phát triển nhà ở xã hội, nhưng nhiều doanh nghiệp chưa tiếp cận được. Ngoài khó khăn về vốn, các doanh nghiệp còn gặp khó khăn về quỹ đất. Về nhà ở xã hội, rõ ràng là chúng ta đang thiếu quỹ đất. Trong lúc đó doanh nghiệp có quỹ đất nhưng mà rất là hiếm và giá rất là cao. Còn trong lúc chúng ta là có một số quỹ đất trống, như Ủy ban nhân dân phố thống kê thì quỹ đất trống hiện nay còn rất là lớn. Cái thứ hai nữa, đó là quỹ đất có thể sử dụng được, đó là quỹ đất nông nghiệp. Gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho phát triển nhà ở xã hội là chương trình do 4 ngân hàng thương mại nhà nước tự nguyện huy động vốn tham gia. Lãi suất giảm từ 1,5 đến 2% so với thị trường. Ngân hàng nhà nước cũng đã hai lần điều chỉnh hạ lãi suất, với doanh nghiệp là 8% và với người mua nhà là 7,5% một năm. Tuy nhiên, mức lãi suất này vẫn chưa thật sự hấp dẫn. Đối với doanh nghiệp thì họ tiếp cận cái gói tín dụng 120.000 tỷ này chỉ được cam kết về cái lãi vay cố định trong thời gian là 3 năm. Vậy chúng ta thấy rằng là trong thời gian 3 năm như vậy thì phía đằng sau của một cái triển khai dự án là không thể nào là 3 năm khi mà cần phải hoàn thiện các thủ tục pháp lý và triển khai dự án. Do vậy họ rất là lo lắng rằng khi mà cái gói tín dụng này họ đặt kỳ vọng vào vấn đề họ vay, thì sau 3 năm đó thì cái lãi suất đó là gần như, đối với góc nhìn của doanh nghiệp thì gần như là thả nổi, tại vì đó là thỏa thuận. Thì như vậy nó sẽ là ẩn số phía đằng sau khi mà họ xây dựng một cái phương án về lợi nhuận trong triển khai nhà ở xã hội hiện nay. Giai đoạn 2021-2025, Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra chỉ tiêu xây mới 35.000 căn nhà ở xã hội, nhưng đến thời điểm hiện nay chỉ có duy nhất một dự án được hoàn thành và đưa vào sử dụng. 6 dự án đang thi công, 30 dự án đang hoàn tất thủ tục pháp lý. Theo Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, số lượng đăng ký để vay gói tín dụng 120.000 tỷ đồng là hơn 6.000 tỷ, nhưng thực tế giải ngân chỉ hơn 600 tỷ, nên gói tín dụng đang bị ế trong thời gian vừa qua. Một trong những nguyên nhân là do vướng mắc pháp lý khiến doanh nghiệp không mặn mà, thêm vào đó lãi suất thả nổi khiến người mua nhà dè chừng. Đối với người mua nhà xã hội thì chúng ta thấy trong thời gian vừa qua là chưa có ai đăng ký để vay cái gói tín dụng 120.000 tỷ đồng này bởi vì hai lẽ. Cái lẽ thứ nhất đó là lãi suất vay là ở mức độ là khoảng 7,5% một năm. Và cái lãi suất vay này lại được chỉ áp dụng trong 5 năm mà thôi. Sau 5 năm thì phải thực hiện cái lãi suất thỏa thuận với ngân hàng, có nghĩa là thả nổi lãi suất sau 5 năm, cho nên người vay không yên tâm. Câu chuyện lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội, giải ngân gói tín dụng 120.000 tỷ đồng đang là trăn trở của các chuyên gia, người làm chính sách cũng như đối tượng thụ hưởng. Để gói tín dụng này phát huy hiệu quả, cần sớm có phương án gỡ các nút thắt, tạo sự hấp dẫn hơn với nhà đầu tư, người mua nhà.